Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của bản tin FBNC 24/7 với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, vào 13:30 chiều ngày 26 tháng 5, Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển lần thứ 42, còn gọi là nhóm G7, đã chính thức khai mạc tại Nhật Bản. Ngoài sự tham dự nguyên thủ của 7 nước Nhật, Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Ý và Canada, còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh của năm nay, đã chào đón nguyên thủ các nước thành viên tại đền Aiz tại Mies trước khi tham dự phiên khai mạc. Những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu sẽ đứng đầu chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh G7. Mặc dù vậy, một thỏa thuận đầy đủ về chính sách kinh tế giữa nhóm nước G7 có vẻ sẽ khó đạt được. Hội nghị sẽ có 7 phiên thảo luận về các vấn đề toàn cầu như tình hình kinh tế, chủ nghĩa khủng bố, người tị nạn, các tuyên bố chủ quyền tranh cãi của Trung Quốc trên Biển Đông và việc Anh rời EU. An ninh đã được thắt chặt khắp Nhật Bản từ trước và trong khi hội nghị diễn ra, hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai tuần tra tại các nhà ga và bến phà. Lực lượng an ninh theo dõi chặt chẽ các mục tiêu mềm như nhà hát hay sân vận động. Tokyo cho biết các vụ tấn công khủng bố tương tự ở Paris và Brussels sẽ không có cơ hội trỗi dậy tại Nhật Bản. Trong khi đó, đúng 14 giờ theo giờ Nhật Bản, chuyên cơ của Việt Nam chở Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới sân bay Nagoya, Nhật Bản. Tham dự hội nghị G7 mở rộng có lãnh đạo của 7 nước là Việt Nam, Lào, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Papua New Guinea và Czech. Thưa quý vị, sau cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Brussels, Bỉ, nhóm 19 bộ trưởng tài chính của khu vực đồng tiền chung châu Âu nhất trí giải ngân 10,3 tỷ euro trong gói cứu trợ mới và bắt đầu tiến hành cơ cấu lại nợ cho Hy Lạp. Đây là thời khắc quan trọng đánh dấu những nỗ lực thắt lưng buộc bụng về cải cách thuế trong thời gian dài vừa qua của Hy Lạp. Bộ trưởng 19 quốc gia thành viên Eurozone đã nhất trí giải ngân 10,3 tỷ euro cho Hy Lạp sau khi hoàn tất được đánh giá đầu tiên đối với gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro dành cho nước này. Chúng tôi đã nhất trí giải ngân cho Hy Lạp khi nước này đã hoàn thành các cải cách đề ra. Đây là sự nỗ lực của chính phủ và người dân Hy Lạp. Thỏa thuận trên được coi là một giai đoạn mới của cuộc khủng hoảng nợ kéo dài 6 năm của Hy Lạp, vốn từng khiến Eurozone tiến lên bờ vực tan rã. Đồng thời, thỏa thuận này cũng đã nối lại niềm tin của tất cả các bên gồm Hy Lạp, IMF và Eurozone. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá với mức nợ công hiện cao tới 180% tổng sản phẩm quốc nội GDP, Hy Lạp khó có khả năng chi trả và cần được giảm nợ. Tuy nhiên, Đức và các chủ nợ khác đã từ chối giảm nợ, dẫn đến những tranh cãi căng thẳng với IMF. IMF đã xác nhận rằng định chế tài chính này sẽ tham gia vào chương trình cứu trợ Hy Lạp. Chúng tôi hoan nghênh việc các bên thừa nhận vấn đề nợ của Hy Lạp là không bền vững và cần có những động thái giảm nợ từ các chủ nợ để cứu trợ nước này, bởi Hy Lạp không thể một mình gánh vác. Đồng thời, tôi cũng rất vui rằng chúng ta đã có một thỏa thuận để đảm bảo sự bền vững của Hy Lạp. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết chính phủ sẽ kiên quyết thông qua việc cải cách luật lao động gây tranh cãi, bất chấp những cuộc biểu tình, đình công phản đối lan rộng đang gây ra tác hại đối với nền kinh tế nước này. Trước hết, chúng tôi sẽ giải tán biểu tình tại tất cả các điểm bán xăng dầu, kho nhiên liệu và nếu cần thì cả cảng. Hiện tại, chúng tôi đã giải tán được biểu tình tại 11 kho nhiên liệu. Chúng tôi tin rằng người dân Pháp có đủ nguồn cung nhiên liệu để có thể đi lại. Họ sẽ đi làm mà không phải đợi hàng giờ trước những trạm xăng dầu. Mới đây, cảnh sát đã giải tỏa đám đông tại một kho xăng bằng vòi rồng. Trong khi đó, công đoàn CGT đang kêu gọi một cuộc đình công tại một nhà máy điện hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang mà hầu hết người dân Pháp lo sợ có thể sẽ làm ảnh hưởng đến giải vô địch bóng đá Euro 2016 sắp tới. Các bộ trưởng Pháp nhấn mạnh rằng chính phủ của Tổng thống François Hollande sẽ đứng vững trước cơn sóng gió này và đảm bảo được nguồn cung nhiên liệu nhờ kho tích trữ dầu lớn nên có thể duy trì được trong hơn 3 tháng nữa. Vừa qua, hàng chục ngàn người biểu tình đã chặn kín các con đường tại thủ đô Brussels của Bỉ để phản đối đề xuất mới được chính phủ đưa ra. Theo đó, chính sách lao động mới này đã dấy lên nhiều bất bình trong dư luận vì xâm phạm đến quyền lợi của người lao động. Đề xuất cải cách chính sách lao động mới được chính phủ đưa ra bao gồm việc điều chỉnh bảng lương, thay đổi giờ làm và nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động lên 67 tuổi. Ngoài ra, nếu chính sách lao động mới này được thông qua, người lao động Bỉ sẽ phải làm việc 45 tiếng thay vì 38 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Cảnh sát cho biết ước tính có khoảng 60.000 người từ các liên minh thương mại tham gia vào biểu tình lần này. Cảnh sát phải dùng đến vòi rồng để khống chế đoàn biểu tình kích động đã tấn công đá, cây gậy và pháo vào lực lượng chức năng. Một số người thậm chí đã bị thương trong vụ xô xát. Cuộc biểu tình dự kiến sẽ không dừng lại khi các tổ chức này tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường phản đối vào ngày 24 tháng 6 và ngày 7 tháng 10 tới. Hai năm sau ngày nắm quyền, đây là chuỗi sự kiện đánh dấu sự phản đối lớn nhất của dư luận Bỉ đối với chính phủ của ông Michel. Brazil đã mở rộng cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội Olympic 2016 tại những địa điểm được xây dựng bởi ngân sách liên bang.
Trước đó, cơ quan điều tra Brazil đã tập trung vào các dự án hiện đại hóa không liên quan đến Olympics, nhưng họ sẽ mở rộng kiểm tra đến các công trình phục vụ cho Thế vận hội. Olympics 2016 diễn ra trong bối cảnh Brazil lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện khi bà Rousseff bị bãi nhiệm khỏi vị trí tổng thống, kinh tế suy thoái tồi tệ nhất trong một thế hệ, dịch Zika đang hoành hành và những vụ tham nhũng quy mô lớn khiến người dân bất mãn. Brazil đang tiến hành điều tra nguồn quỹ của liên bang dành cho việc dọn sạch vịnh Guanabara khi nguồn nước tại các địa điểm này vẫn bị ô nhiễm nặng, bất chấp lời hứa cải thiện từ các cơ quan nhà nước. Kết quả về các cuộc điều tra tham nhũng sẽ được công bố chi tiết trong tuần tới. Hiện có 5 công ty đang đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng các công trình phục vụ cho Olympic trị giá khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ. Cả 5 công ty này đang bị cuốn vào một cuộc điều tra tham nhũng tại công ty dầu quốc doanh Petrobras, vốn đã khiến nhiều quan chức bị buộc tội. Vừa qua, Phó Tổng thống Kenya William Ruto cho biết nước này sẽ tiến hành đóng cửa trại tị nạn lớn nhất thế giới trong năm nay bởi vì những đe dọa về bất ổn an ninh tồn động ở khu trại này sau hàng loạt cuộc tấn công xảy ra. Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây đã từng lên tiếng chống đối việc ép buộc khoảng 350.000 người Somali đã sinh sống hàng chục năm tại trại Dadaab thuộc phía đông bắc Kenya phải hồi hương với lý do hành động này vi phạm đến quy định của quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, Tổng thống Ruto lại cho rằng chính cộng đồng thế giới đã không cứu giúp được Somali vực dậy sau những cuộc hỗn loạn từ những năm 1990, chứ không phải là Kenya, đất nước đã đổ 7 tỷ đô la Mỹ vào Dadaab trong 25 năm qua. Khi chúng tôi nói các trại tị nạn ảnh hưởng đến an ninh của Kenya, chúng tôi có bằng chứng và số liệu để minh họa rõ ràng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế cần phải làm việc với Kenya để đưa ra một thỏa thuận ba bên, nhằm xúc tiến đưa những người tị nạn về quê hương, bởi vì chúng tôi tin rằng họ sẽ đóng góp vào việc xây dựng quê nhà khi về lại Somali. Tổng thống Ruto cho biết vụ xả súng tại Westgate năm 2013 và vụ thảm sát ở Đại học Garissa năm 2015 đã tước đi hàng trăm sinh mạng. Hồi tháng 1, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết không đạt mục tiêu đưa 50.000 người tị nạn Somali hồi hương trong năm 2016 vì bất ổn chính trị. Hiện Somali đang dần xây dựng lại và chờ đợi bầu cử quốc hội mới vào tháng 8 tới. Bộ trưởng Bộ Môi trường của Peru vừa ra thông báo, Tổng thống Ollanta Humala đã ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày ở khu vực sông Amazon nhằm hạn chế tác động của ô nhiễm thủy ngân từ các mỏ khai thác vàng bất hợp pháp. Theo Bộ Môi trường của Peru, những người khai thác vàng đổ khoảng 40 tấn thủy ngân xuống sông Amazon mỗi năm và phá hủy hơn 100.000 hecta rừng mưa nhiệt đới Madre de Dios. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy người dân sống ở Madre de Dios, nơi gần biên giới giữa Peru và Brazil, đang bị nhiễm độc thủy ngân ở mức nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Môi trường Marian Bunga cũng đưa ra lịch trình để giải quyết tình trạng ô nhiễm thủy ngân. Đầu tiên là kiểm soát hoạt động khai mỏ trái phép, tiếp theo là loại bỏ luôn, thứ ba là di dời và chăm lo cho người dân. Hàng chục ngàn người khai thác vàng lậu tại các lưu vực sông dùng thủy ngân để tách vàng khỏi đá, thường dùng tay trần để tiếp xúc với loại hóa chất độc hại này và thậm chí là hít thở dưới bầu không khí đầy thủy ngân khi chất này bị đốt lên. Những người sống quanh các khu vực này chịu tổn thương nhiều nhất bởi vì họ chủ yếu sống dựa vào nguồn cá từ những con sông. Chính phủ Peru cũng có kế hoạch để ngăn ngừa cá sống ở các con sông này bị nhiễm độc, đồng thời mở các trung tâm y tế, theo dõi sức khỏe di động và tuyên truyền giáo dục người dân. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của bản tin FBNC 24/7 cuối tuần với phần trò chuyện cùng anh Lê Vũ Kim Tinh, giám đốc chi nhánh Tân Bình, công ty chứng khoán Phú Hưng về tình hình thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Xin chào anh, xin cảm ơn anh đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, thị trường trong tuần qua thì cũng rung lắc khá mạnh và cái tâm lý của giới đầu tư thì cũng đã thận trọng hơn. Thì nếu có thể cho một cái nhận xét về thị trường tuần qua thì nhận xét của anh là gì ạ? Chúng ta xem xét cái thị trường trong tuần vừa qua thì nó cũng có những cái biến động nhất định. Tuy nhiên thì cái biến động đó nó cũng không lớn lắm. Chúng ta xem xét về cái thanh khoản của tầm 20 phiên thì nó ở mức là tầm trung bình thấp. Và có chăng đi nữa thì nó chỉ, tôi thấy là có một số cái cổ phiếu lớn nó làm cho cái chỉ số nó có thể là tăng giảm đan xen. Chưa có một cái gì gọi là bull trap hoặc là những cái tích cực giao dịch mạnh dạn giữa mua và bán trong phiên như trước đây. Thì với cái tính giằng co như vậy thì chúng ta cũng thấy được là qua xem xét thì tâm lý thị trường, cái nhà đầu tư họ đang rất là thận trọng trong cái vấn đề tại thời điểm hiện tại. Thứ nhất là người ta đã, những cái thông tin vĩ mô mà hỗ trợ cho thị trường là như là việc nới lỏng tiền tệ, có thể là giảm lãi suất hoặc là một số vấn đề để cho các cái doanh nghiệp được thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được là
ở bên ngoài nó có những cái thông tin khá gọi là không không được tốt lắm, ví dụ như Fed sẽ là nâng lãi suất trong tháng 6 sắp tới. Đồng thời nhân dân tệ thì có thể phá giá rất là mạnh trong thời gian vừa qua. Như vậy thì giữa cái tâm lý chờ đợi và cái sự kỳ vọng thì cái nhà đầu tư họ đang rất là phân vân và họ hầu như là họ chưa kỳ vọng một cái lợi nhuận khá lớn, nên bởi vậy chúng ta thấy là có cái sự giao dịch cầm chặt. Anh và lo ngại. Vừa nhắc đến một số cái cổ phiếu lớn thì một số cái tên trụ cột như là Vinamilk, Vincom hay là Bảo Việt thì cũng đã trong những cái trạng thái bị điều chỉnh sau những cái phiên lập đỉnh trước đó. Thì anh đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu này dành cho nhà đầu tư? Thực ra thì chúng ta cũng thấy được là không phải là mới đây đâu, mà những cái cổ phiếu vốn hóa lớn thì chúng ta nói cách đây cũng là một năm và hơn một năm về trước, thì những cái cổ phiếu này nó thông thường là nó giữ cái chỉ số VN Index ở cái mức gọi là tăng giảm. Ví dụ khi có những cái thông tin mà khá tiêu cực thì lập tức chúng ta thấy là những cái dòng cổ phiếu này bị giảm rất là lớn, thì nó ảnh hưởng chỉ số rất là mạnh, đồng thời nó sẽ kéo theo những cái chủ cổ phiếu nhỏ khác. Và khi có những cái thông tin tích cực hoặc là những cái đà đang hưng phấn thì những cái dòng này chúng ta thấy chỉ cần một hai phiên thôi thì cái chỉ số nó đẩy rất là nhanh. Như vậy các cái dòng cổ phiếu vốn hóa lớn nó đã thực sự ra là nó chỉ mình phải nó đánh giá là nó phản ứng chỉ số là nhiều hơn. Chúng ta quan tâm ở đây thì chúng ta quan tâm đến dòng tiền, tâm lý nhà đầu tư và những cái thông tin hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô cũng như là một số cái vấn đề khác liên quan từ bên ngoài lẫn bên trong. Như vậy thì nó có ổn định hay không là nhờ những thông tin đó, chứ chưa chắc hẳn là tôi kỳ vọng vào những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn nó tăng quá nhanh và nó giảm quá nhanh để nó bóp méo chỉ số như vậy, thì tôi cũng không kỳ vọng lắm. Với những cái thông tin như vậy thì anh đánh giá thế nào về cái sự luân chuyển của dòng tiền trên thị trường hiện nay? Như trước đây tôi cũng có nói là hiện nay lúc trước đây tôi nói là cái dòng tiền hiện tại là nó đang luân chuyển của các cái dòng cổ phiếu và theo ngành. Ví dụ ngành khoáng sản, rồi ngành dầu khí, ngành ngân hàng, ngành tài chính ngân hàng, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là khi có những cái dấu hiệu, một cái số ngành nào đó có một số cổ phiếu nó có cái sự tăng tốc thì lập tức những cái cổ phiếu khác nó cũng đẩy theo. Mà nếu mà thực sự là nó có ít nhất thì nó cũng ở lên chừng ở cái giảm đó cho nó không có sự giảm. Như vậy thì trước đây thì chúng ta cũng thấy được là nó luân chuyển theo ngành. Và hiện tại thì nó cũng có theo ngành nhưng mà tôi thấy nó có cái sự phân hóa hơn. Nghĩa là một số ngành nó cũng phân theo ngành nhưng mà một số cái cổ phiếu mà nó có sự tốt hoặc là những báo cáo tốt hoặc là những cái gì tốt thì tôi thấy rằng là nó có sự tương tốt nhất định. Bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu nó chưa có cái gì hỗ trợ cho nó thì cái cổ phiếu nó vẫn nằm yên và nó ở mức cầm chừng thôi. Đang chờ đợi thông tin hoặc là nhà đầu tư họ cũng chưa kỳ vọng bỏ tiền vào nhiều vào những cổ phiếu mà chưa có thông tin đó. Cảm ơn anh. Vào đầu tháng 6 này thì các quỹ ETF ngoại sẽ công bố cái cơ cấu danh mục đầu tư của quý 2. Thì anh có khuyến nghị gì cho các nhà đầu tư để mà gọi là chuẩn bị cho cái sự kiện này? Nói về quỹ ETF thì chúng ta cũng thấy được là hầu như qua những lần mà review của quỹ ETF thì những cái cổ phiếu mà nó có gọi là loại ra và thêm vào và bớt ra thì nó có tầm ảnh hưởng thôi. Có chăng nó ảnh hưởng chung đến thị trường là cái tính thanh khoản, và lúc những cái lúc đó thì nó giao dịch thì nó sẽ thanh khoản nó rầm rộ hơn, tức như là những cái ngày cuối cùng để chốt cái quỹ này thì thanh khoản nó tăng đột biến, nó tạo cho cái sự tăng lên của dòng tiền. Chứ nói về để mà gọi là tôi thấy là thu hút để gọi là cái sự phấn khích đó thì của nhà đầu tư thì hầu như tôi thấy là những cái đợt gần đây thì nó không còn nữa. Và sắp tới đây thì cái quỹ ETF thì cũng một số người cũng cho rằng là nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam. Và vì nói là một số có thể là thêm vào và loại ra cũng rất ít, và đồng thời là hình như là ngay đâu đấy thì có thể là loại bớt ở thị trường Việt Nam và thêm vào một số cái cổ phiếu ở nước ngoài, nhưng mà tỷ trọng thì nó cũng không đáng kể. Như vậy tôi cho rằng là cũng chưa có cái gì để gọi là để lưu tâm hỗ trợ tâm lý của nhà đầu tư cũng như là nó tích cực tác động tích cực mạnh đến thị trường. Một câu hỏi cuối cùng mà có lẽ cũng sẽ nhiều người quan tâm, đó là cái theo anh thì nhận định về cái diễn biến của VN Index trong tuần tới. Chúng ta cũng thấy được là thị trường tôi cho rằng là nó có những cái giai đoạn
trong 2 năm vừa rồi thì thị trường từ 600 đến 640, 645 cho rằng là thị trường đang dao động ở trong cái vùng đỉnh. Yeah. Từ 540 cho đến khoảng chừng 580 thì tôi cho rằng là ở cái vùng tích lũy, và dưới 540 thì nó đang là vùng đáy. Như vậy thì hiện tại tôi cho rằng là thị trường đang giao dịch ở cái vùng ở phía trên. Vì mình phân tích qua các cái thời kỳ qua các năm thì chúng ta thấy là đang ở trên. Và thực sự ra chúng ta dòng nếu mà thị trường nó bứt phá mạnh hơn nữa, tôi cho rằng là tích lũy đi mà bứt phá, thì nó phải cần có một dòng tiền thực mạnh và tâm lý thực vững chắc, hoặc là từ những cái tâm lý vững chắc thì có những cái thông tin hỗ trợ cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh, thì tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đẩy mạnh lên. Còn không thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ về lại cái vùng gọi là vùng tích lũy. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng sẽ gặp anh trong lần nhận định lần sau. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Lê Vũ Kim Tinh, giám đốc chi nhánh Tân Bình, công ty chứng khoán Phú Hưng. Hy vọng sẽ mang lại một số thông tin tham khảo giá trị dành cho các nhà đầu tư để đưa ra những quyết định đầu tư trong tuần giao dịch kế tiếp. Đến đây thì chương trình bản tin 24/7 cuối tuần của FBNC cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các chương trình trực tuyến FBNC hoặc là xem lại trên trang web www.fbnc.vn. Thân ái chào tạm biệt.